Ông hát nhiều rồi, ông này hát hay. Dạ. Cho tặng cái kính. Tặng cái gì vậy? Tặng cái kính. Đâu dở ra coi. Đúng rồi, tặng giống ơi, ông tội nghiệp lắm. Rồi đeo vô luôn, đeo vô luôn. Đeo vô luôn. Rồi quốc bản đây, quốc bản tặng lại đi. Lại đi. Căn nhà mỏng mướn đây, quốc bản căn nhà mỏng mướn đi. Để giúp cho anh đeo để đi lại tốt hơn. Dạ, đeo vô đây, đeo giỏng luôn đi anh. Đeo giỏng luôn. Thế còn có hết mãi tìm mãi mới ra được. Dạ. Hay lắm á. Rồi. Ông ghé được Vũ nè, giờ lẫy nè. Có tình có tài. Gia đình nè. Ôi, có đồ hot luôn ghê vậy. Kiến này kiến gì anh? Kiến này để giúp cho người mù người ta cảm nhận được vật cản xung quanh, người đỡ tai nạn mà. Ừ, ông đeo giống như Arnold luôn á ông nội. Đó, giống như đó, giống như là chàng, giống như là mấy thằng mà xả kích vậy đó, xả ủ vậy đó. Đây có cái cục này, đây có cái cục này. Đây để cảm nhận được. Rồi quốc bản tặng nó lại cho ngài coi. Thấy tay luôn luôn không? Quốc bản tặng anh ấy tặng cho luôn không? Đó có luôn luôn không? Chưa, đang thử 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 rồi. Cái này bên này này. Cái bên này đúng không? Đúng rồi. Thấy đúng vậy đúng mạnh hay là nhẹ quá? Anh cầm mạnh mạnh. Mạnh hơn tí chút nữa không? Lại hát bản tặng anh ấy đi, anh ấy tặng. Từ từ, từ từ, mấy người đừng có nôn, đừng có nôn. Anh cho hay quá, mai em mở live show em mời anh thôi. Dương trình live show. Mình bật công tắc lên thôi. Thấy nó đúng không? Mạnh chưa? Dạ đúng rồi. Mày bỏ túi đây. Dạ bây giờ, nó không có đúng đâu. Bây giờ nghĩa sang bên này cái coi. Không, nhưng mà có cái chị đó, chị nói là gì? Chị nói là thầy đâu, 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 thấy không? Dạ. Còn phía này không có người, dạ. Thẳng được thấy không? Dạ. Rồi phía đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, cô đứng yên nha, cô đứng yên nha. Dạ. Bây giờ thấy có rung chưa? Dạ, rung. Sờ có ai nào, có người thấy không? Rồi bây giờ cô tránh ra coi, cô xích ra ngoài coi. Cũng thấy rồi, thấy rung chưa? Dạ. Đi tiếp, thấy không? Có người thấy không? Thấy không? Thấy không? Dạ, có người tiếp được. Thấy chưa? Có thể không có, anh hiểu không? Hiểu rồi, 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 tất nhiên là rung bên đây, rung bên đây thì có người bên đây, rung bên đây thì có người bên đây. Không, do cái đầu mình quay, quay bên này có người, quay này có người, quay này có người, quay này có người, cho mình quay. Dạ, dạ, quay cái đầu, nghĩa cái đầu, dạ, dạ, quay cái đầu qua, hẹn cái, đúng không? Dạ, 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 nắm được không? Dạ, đúng rồi. Rồi, ha, hai em mình gặp nhau rồi, hát bài, nhau nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi, đứng đây đi, đứng đây, hát lại bản, bản này. Em thấy sao anh? Ok, cái. Rồi hát tặng em bài gì đi, bài gì mà anh thấy anh có cảm xúc nhất, không có cảm xúc nhất. Anh thấy sao? Sao? Nói với bà con nghe cảm xúc anh được dịp hôm nay gặp ông anh của mình, anh cũng hoàn cảnh của mình khó khăn thì anh cũng tìm tòi cho đến tình anh cũng giúp đỡ người mình cũng rất nhiều ơn. Tôi xin cảm ơn anh mình rất nhiều những cái tâm năng hảo tâm 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 để qua chút rồi cảm ơn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà xã hả? Không phải, cháu. Cháu rồi. Lúc nào mà nhà thì mình an toàn, nó đông người mình tặng hò này mình tắt này. Dạ dạ dạ. Tắt đi cho đỡ đúng kia. Dạ tắt lên đó. Đi thì bật lên. Dạ dạ dạ. Rồi ok. Có ai mua giấy số ủng hộ không nãy giờ?